Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dynamo 2 nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào, chúng ta đang có một con nó quá khỏe ở đây thì nó bá quá, con này nó bá vãi cả nồi anh em ạ. Ố, sao cái chiêu gì đánh vào người mình á, ảo thế cưng. Ố, what, con kia nó khả năng là đánh vào người. Ok, what the fuck, không chạy được cơ, thôi mình chạy vậy. Nó chơi kiểu đấy thì mình phải chạy thôi anh em. Rồi ok, nào con này quá khỏe vì có thể đấu được với bất kỳ một ai ấy. Đây mình đấu với những cái nhà huấn luyện ở đây đi. Tiến bắt được cái con rồng này thì đỉnh của chóp rồi. Wow, một con mèo lửa. Cái chiêu này khiến nó bị đánh dội ngược lại đòn của nó này. Ô, ảo thế. Vẫn dính à. Dù yếu nhưng mà level ta quá cao. Và chúng ta là huyền thoại. Defend mắc defend rồi, sợ thật. Con này thì không đủ tuổi đối với mình anh em nhá. Revise. Ai à, nó có thật 3 skill luôn. Với nó có 2 skill gọi là trong người nó luôn, bá đạo thật sự. Úi xời ơi, bạn ơi, bạn ơi. Hồi cái gì mà hồi bạn ơi, hồi với tôi này, Sparkcast Pingo là con tiếp theo. Pingo này. Hippo. Một chiêu mắc thốn luôn ạ. Thốn chưa cưng. Bọn này không phải đối thủ của cái con đá của mình anh em ơi. Có khi tôi đi phát về nước luôn cũng nên. Wow. À, một con rồng nước anh em ơi. Tất cả hệ đều là khắc chế mình cả. À không, hệ này thì không. Hệ này thì mình khắc chế nó anh em ơi. Mình sẽ lửa thôi. Con này khỏe phết ta. Nó level 16 á. Nó trâu phết anh em ạ. Phải nói như vậy, nhìn xem. Mình đến level 17. I say bus. Nhưng mà chúng ta vẫn khỏe hơn khá nhiều so với nó nhá. Thôi đánh có vẻ là dễ dàng hơn nhá anh em. Ở hôm qua đánh khó vãi cả nồi à. Nhưng hôm nay thì dễ hơn rất là nhiều rồi. Cú miss. Đầu tiên mình thấy đánh một chiêu miss đấy nhờ. Eraser. Cái đấy chiêu sẽ mạnh hơn cho phát sau nhá. Nhưng mà cơ hội để nó giết mình là không thể. Không bao giờ luôn. Chắc chắn rồi. Frozen Mist. Ok bạn ơi. Frozen Mist. Leap Strike. Strong Attack. Awesome. Và you win. Wow. Con này lên được một chút kinh nghiệm. Vãi nồi. Vãi nồi bạn ơi. Hồi máu đầy này. Đánh nhau tiếp. Đánh nhau tiếp anh em à. Còn Pokemon xịn không? Khi bắt Pokemon xịn nhỉ. Chứ đánh nhau với bọn này làm cái méo ấy. Mà toàn bộ cái bọn đều anh em. Có khi phải vào hang động ấy. Đánh nhau với thằng chùm, thằng này là boss à? Không biết phải là boss đâu. Ô con mèo lửa này anh em, bắt luôn. Thay cho con trong team mình luôn. Hơi yếu. Nó hơi yếu một tí xíu. Mèo lửa này thì nó ok hơn là con đấy. Ok hơn là con chuột chuỗi lửa. Con mèo lửa này ngon mà. Ấy da. Crystal, ok. Crystal, catch. Bắt nó vào. Ting 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 tong. Ting 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 tong. Nice. Nice, sir. Good game, well play. Đây là thêm tí kinh nghiệm. Phần thưởng cũng được khoảng 11 vàng. Hồi máu. Và dĩ nhiên rồi. Con này có một skill ở level 19 nữa cơ. Con này có khả năng revive. Nó nói chung nó cũng khỏe hơn tí. Yeah. Bắt con nào nữa không? Có lẽ có nhiều con. My gosh. Crimson. Rồng lửa. Chết rồi. Hết item rồi. Hết item rồi. Còn item thì ngon quá nhỉ. Yeah. Hellfire. Không ăn được rồi. Strong. Mẹ ơi, cái nồi gì đấy.
Yếu quá, nhưng mà chỉ cần giảm nửa máu thôi là chúng ta có thể là thắng rồi. Không cần quyết, không cần quan trọng. Không cần quan trọng, cứ giảm tầm một nửa máu của nó là ok nha anh em. Nó khỏe thế nhở. Rồng lửa, bây giờ bắt hôm nay bắt rồng lửa. Như vậy thì chúng ta khá là vô đối với bộ ba rồng của chúng ta. Ult attack nó mắc. Mắc clutter rồi anh em. Sợ thật. Ê ê ê ê ê ê ê, từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi, đừng. Ôi hết máu rồi. Chiêu gì đây? Poison ga. Chúng ta ra luôn chiêu poison ga vào mồm nó. Ok, nó sẽ đấm mình xịt rồi. Strong attack. Không vấn đề gì cả anh em ạ, tôi sẽ catch nó luôn. Và chắc chắn sẽ bắt được ở trong luôn. Đĩa mềm. Ok. Đây rồi. Thế thì thay luôn con mèo lửa này, quá khổ cho con mèo lửa này là em phải bye bye rồi. Em phải goodbye siêu game rồi. Tại vì em không có cửa trong cái team này. Đó là điều chính xác rồi. Tại vì anh cho con này của anh vào cơ. Ui dồi ôi. Oh my god. Trời ơi. Thế này thì bạn đánh thế nào? Ui đấm nhau một cái à. Nó cũng có 3 chiêu Crimson. Phần này nó có 3 con rồng lửa. Wow. Đấm mà, 5 phát chết con nhà người ta rồi. Mày bá thế cưng. Ok, tôi sẽ mua thêm ít máu mang đi chứ cái này thì không ổn lắm. Ôi, đơ rồi. Đơ game rồi. Đơ game rồi. Ok. Chết tiệt, chết đâu không bắt được con rồng lửa thì đúng là nhọ luôn. Oh my god. Trời ơi, tôi sẽ tắt bớt một cái video bên này đi. Chắc là do video nó nặng quá thành ra là nó hơi bị lag, thật sự là hơi bị nát. Chết rồi. Cái gì đây? Team ui mày thế. May nhá, cuộc đời vẫn may. Cua kỳ cục, Shellbish. Giờ Corruption, bắt được không? Chết rồi, này thì nó chết mất. À không sao, cái chiêu này đây là dùng đầu tiên này anh em. Để cho skill attack tấn công nó cao nhất có thể nhá anh em. Bắt đã. Bạn ơi vào đây nào. Tinh. Thinh. Này, fantastic. Và you win. Wow. Được của nó vết nhà anh em. Bây giờ team hồi máu. Nice. Tiếp tục là đi vào đây đánh nhau với các bạn này đi. Con chim này giết luôn anh em, nhìn khá ghét. Nhìn mặt khá là ghét. Ô mình dùng chơi trước này. Nó sẽ giúp chúng ta tăng công trước nhá. Quên mất, aiming, khả năng aiming bị giảm đi một xíu. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn nắm kiểu tình hình. Flash, mày đấm ta sao được, đấm thẳng cái cửa kia để vào trong nhà luôn. Bọn này lên level thì đến bao giờ mới luyện level được ta. Cool, đấm thẳng vào cái đây để đấm nhá, để ở nhá, để thắng luôn này. Match, ok, lê có chiến. Cần kèo rồi. Chưa sẽ giúp tăng công của chúng ta lên. Vừa gây ra đàm. Quá khó chịu. Ây à, bé này cũng tăng công lên ạ. Ây à. Strong attack. Nhờn, không được strong nhưng mà cũng rất là khỏe. Scratch. Trời ơi, cào ta bao giờ. Ta là huyền thoại mà em ơi. Và sao lại búp thêm cái chiêu này. Florian. Hello baby. Hello Florian. Ây. Đau. Cái con nồi này thua rồi. Đánh nào được mình. Trời ơi, một mình cân tim rồi. Nó cũng có khủng loạn, nó cũng có rồng anh em, nó cũng có rồng đá luôn. Nhưng mà bạn quá đen khi gặp phải con khắc hệ của bạn nhé. Ôi, chết rồi. Cái chiêu này có được giải không anh em? Giải, xịt vào mồm. Đấy. Chơi thế mới gọi là chơi chứ. Bạn làm gì tôi? Bây giờ bạn làm gì tôi? Hả?
đấm đi, bạn đấm tôi đi, bạn đấm tôi đi, tôi xin bạn luôn. Thật, bạn không đấm được tôi thì bạn cút ra ngoài nhá. Dòng lửa quá khỏe. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em.